Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình đã quay trở lại về Arc thứ 2 rồi đây. Arc này thì của bạn có nickname là Sim Mobius luôn. Ok, để xem Sim đến như mức nào nhé. Arc bạn này thì level 88 rồi, để xem nào, lên tàu được 961 ngày. 961 ngày chơi lâu vãi. Chơi rất là lâu luôn, chơi lâu hơn cả mình. Và bạn này thì nạp 4025 pha lê cũng ít. 4000 pha lê là ít. Bạn ấy có nạp BP, chắc là có nạp thẻ tháng với lại nạp BP lâu lâu thì nạp chơi chơi thôi. Nhưng mà chủ yếu là vẫn là bạn ấy cày cuốc. Chủ yếu là vẫn cứ đâm đầu vào. Ui ôi. Wow. Cũng phải thôi, bởi vì bạn này chơi cũng khá là lâu rồi. 961 ngày, gần 1000 ngày rồi. 40 ngày nữa. Bạn ấy chơi bây giờ đang là ở cuối phiên bản 5.6. Chắc là bạn chơi đến khoảng tầm độ hết phiên bản 5.7 là bạn ấy được 1000 ngày rồi. Cũng là một đại thần luôn. Bạn ấy chỉ còn thiếu mỗi hai Valkyria nữa thôi là BKE với lại Vân Mạc Đan Tâm. Mình thấy thiếu DPS thì cũng không sao, nhưng mà thiếu Vân Mạc Đan Tâm với lại hơi chiều sen tiền, cứ thấy nó sai sai, nó thọt thọt kiểu gì ấy mọi người. Đấy, mình vào app mà mình thấy thiếu Vân Mạc Đan Tâm, đầu tiên là mình đã thấy nó thọt thọt thế nào rồi ấy. Đầu tiên là bé mèo Paraferis sắp lên rank 2S Top Mid Bates. Chưa có chết à? Bên này có lắp Top Mid Bates và bot Elysia. Top mid thì cũng support khá là được đấy, nhưng mà thiếu chấn thì cũng vẫn cứ thọt. Bởi vì cây chấn của Paraferis thì mọi người sẽ được nâng lên tới tận level 65 cơ. Bạn này thì level 88 rồi. Đúng rồi, cho nên là thiếu chấn là chắc chắn là sẽ không thể nào mà lại được. Là gì đây? Caron Pepper thì rank S0, tôi không có Paganini. Không có đồ, nói chung là không có đồ. Raven thì chắc Raven này chắc là 3S Ox Screaming Wing đầy đủ phải không? Phải không? Ồ không có này. Nếu như không có thì bạn ấy định cầm Valkyria nào đi làm support đam lửa nhỉ? Hiện tại thì mình thấy Raven là một Valkyria support đam lửa rất là mạnh. Cái set Oxlock với lại cây Ox Screaming Wing thì cực kỳ dễ lấy luôn, cực kỳ dễ kiếm. Nó không khó như kiểu là mấy Valkyria DPS mà mới ra. Phải có đợt thì mới có banner tiếp tế nhân vật. Mobius có chấn. Đâu Sim mà. Sim mà sao không run được ra full gear cho Mobius là sai rồi. Là sai rồi. Cái này không phải Sim rồi. Cái này là Sim nửa mùa rồi nhá bác nhá. Ít ra là cũng phải có Mobius full gear mới gọi là Sim chứ. Còn nếu Sim ghê quá thì phải lên được S1, S2. Hay là bạn này lên được S mấy rồi nhỉ? Phải không ta? Không. Quay. Không phải. Rồi, Elysia rank SS1 31 mảnh nữa. 31 mảnh sắp lên SS2, có hoa của quá khứ thơ tình. Macro Polo á. Gì vậy trời, level 88 rồi mà vẫn còn cầm Macro Polo là nào? Cái boss Elysia thì khá là chấp nhận, nhưng mà không thể chấp nhận được Macro Polo trong thời điểm hiện tại. Bạn ấy đã level 88 rồi. Chơi xem tiền thì bạn ấy cũng có luôn. Feature rank SS nhưng mà không có Wang Jinji. Blazing Hope, bạn ấy có run được ra top Asuka Midray, không có boss Mary nên là bạn ấy đang lắp boss Deacon cũng được, gọi là cũng 3/4 gần full gear rồi, nhưng mà rank S0 thì thôi, cất vào xó thôi, cất vào góc nhà thôi, chứ biết làm nào bây giờ. Palatinus para chấn, sao thanh niên này chơi gần 1000 ngày rồi mà vẫn còn lắp mấy cái đồ 2 sao, 3 sao vớ vẩn này nhở. Lạ lùng ghê. Rồi bạn ấy cầm cái gì? Bạn ấy cầm mà top mid. Top. Nói chung là đồ của Elysia, Asuka. Vẫn thọt. Như thế thì vẫn là thọt đấy. Duranda đánh S0 thương Plasma. Sephia chứ có một cái boss thôi. Cũng không có cây thương hoàng tinh sao nhân mã. Có vẻ là Valkyra bạn này hơi bị thiếu đồ đấy. Hơi bị thiếu đồ luôn. Paraferis thì bạn ấy run được ra top mid này. Raven không có, Mobius không có, Elysia không có, Viz không có, Asuka có top mid. Nhưng mà Asuka lại là rank S0. Ốc sơ trầm cảm với nhà Duranda thì bạn ấy
Không có luôn, có mỗi Palatinus có chấn. Làm sao biết đâu bạn ấy có móng lửa full gear bay thì sao? Đúng không? Đừng cười người hôm trước hôm sau người cười. SP Bias có đồng dao rồi. Tiếp theo là Nick ở bên lại kết nối. Anna chưa có chấn, chưa có Werner luôn. Chỉ ngã trong sinh Alampoe top. Mid bot Alampoe thiếu mỗi cái top là bạn ấy cũng full gear rồi. 3/4 Elysia, à nhầm. Đây là công chúa định tội. Cái này cũng là côn lá phải không mọi người? Misato chắc thế. Chắc là cũng... chắc là vết thánh Furry hay sao ấy. Ơ sao hồi đấy mình không nhận được vết thánh này. Hay là vết thánh này là vết thánh limit. Ừ, limited thì chắc chắn là limited rồi. Nhưng mà sao mình không nhận được nhỉ? Hồi đấy mình cũng có chơi game ấy. Đặc công Blueberry. Có skin Galactica với lại Sunrise luôn. Không định làm giá trị điện máu hay gì. Gì đây? Top Nicole, Tesla, Mid, Cleopatra, 3S. Sakura thì sao? Đây là bí ẩn trong đêm cầm trọng từ bạn chà. Echo, Echo gì ở đây hả? Trời, hồn yêu đau huyết anh tình gì ạ? Ngựa Linh Đa Hàng Ngọc Văn Thiên. Tiếp theo là Vita nhá. Ám tưởng V3S có chấn là có cái top Winder luôn. Fallen Rosemary, Ranger S có cây dương vĩ nhưng mà chưa có Iron. Chưa có gì luôn, có vẻ bạn này. Mình thấy bạn này ít Ron biết thánh với mọi người. Top Rana đấy, thậm chí là Speed Art thế ra bạn này cũng không có Ron. Thợ săn ảnh thiết, Palatinus thì mới chỉ Ron được ra mỗi nhân vật với lại cây chấn thôi. Tiếp theo là Fuka, Quickly. Có biệt. Sở tinh thì hơi nghèo nàn nhưng là vẫn quất ngay cái bộ trang phục của... trời ơi, Thuần Vũ. Nhưng bộ này được, đầu tư được. Bởi vì nó rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Ơi chưa xem tiền bởi đây cũng rất là ra nhân vật này có chấn. Thậm chí là có cái top mid blocker xua thiếu mỗi cái boss là bạn này full gear. À không, thiếu cái boss thiếu cái chấn luôn. Chưa có khóa vô tồn. Không sao, hơi chờ xem tiền thì mọi người có thể cầm tụ triển vân. Đi hồi SP rất là nhanh luôn. Mặc dù là nó không boom vật lý được. Cây nít rank sắp lên 2S rồi, hình như vừa nãy mình nhìn thấy cây firefighting phải không? Đúng rồi, firefighting ở đây không? Tiếp theo là Starry. Terry, Luna, Bias, Saki Fire, trời ơi, Dimension Sonata này. Có vẻ là ác bệnh này. Nó cũng tàn ngang với lại cái ác vừa rồi luôn đấy. Ôi hôm nay được cái là sâu cả hai ác ác nào cũng nát luôn. Đặc công anh đây là Brute Row. Có vẻ người chơi hệ skin mà người không quan tâm meta cho lắm. Không quan tâm là Valkyria có đồ, có vết thánh, có chấn hay không, nhưng mà phải có trang phục. Đúng là game thời trang của các Skylet Fusion. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Bronya nhé. Đầu tiên là Hasobuni. Hasobuni thì ngược lại có vẻ là cải cốt khá là ok. Có Buni 19C, Tommy, Zizenda và Boss Tugania. Cũng được, Luffy mà sắp boss khá là tốt này. Cái boss này nó boost khá là nhiều. Hai order. Ồ, HRSS. Quên ra. Cái gì đấy hả trời. Tấn công thêm sát thương băng. Không, đừng tẩy cái này nhá. Trời, bạn ấy tẩy. Ôi, tôi mệt quá. Ben đã khóc rất nhiều khi sâu cái arc này. Khi tấn công thêm sát thương băng. Đừng. Đừng bao giờ tẩy cái này. Ủa các bạn, các bạn tẩy xong phụ tố các bạn thấy lực tấn công của nhân vật nó không hề tăng lên, các bạn cũng phải hiểu ra vấn đề chứ nhỉ. Ủa gì đó. Sát thương bạo kích gì đấy à trời. Thôi nhá các bạn nhá, đừng bao giờ tẩy cái kiểu này nhá. Tẩy kiểu tấn công cho mình. Mình có làm hẳn một cái video để chỉ cái cách tẩy phụ tố rồi. Các bạn có thể vào kênh của mình xem, mình có ghi, mình có một cái danh sách phát những cái video hướng dẫn người chơi mới đấy, trong đấy có rất là nhiều, mình đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Mà không hiểu sao bác này không xem hay sao ấy. Lại đi tẩy cái phụ tố cái kiểu giời ơi đất hỡi này. Ultra Violet, Magic Gun của Ranger. Skin thì đẹp, mỗi tội lực tấn công hơi phèn thôi. Không có đồ, có mỗi da top mid. Bởi Ranger thử sinh ngăn dược thôi, chưa có chấn. Silver Wing rước về mà không có đồ. Tiếp theo là gì? Mây AKA, đầu tiên là hơi chụp Thunder cầm à.
vùng đất trừng phạt phán quyết mới level 50 thôi. Bye hết rồi. Cuối cùng là Kiana nhá, đầu tiên là HOV. Gì đây? Top bot Lia sang người mid Siren trong hoa. Thôi lắp đồ này làm gì, thôi vứt đi. Ra chuồng gà rồi mà. Mắm lửa cầm vùng đất rực lửa level 65. Top mid leo leo và bot. Cái gì đấy? Top mid leo bot là Sele. Đó. Có vẻ là Murata thì không có, nhưng mà vẫn phải quất một bộ skin Time Runner về mới chịu. Trời đất quỷ thần ơi. Bà em này Ranger ấy, bạn này có vẻ là không bỏ sót mấy cái bộ skin này đâu nhá. Được, người chơi hệ skin Request 10 điểm. Đẹp á. Và cuối cùng là Moonlight thì không có cày. Nhưng mà vẫn mua được skin này, nhiều skin vãi. Đẹp. Mỗi tuổi là ạc hơi thọ thôi. Sim Mobius, nhưng mà Mobius thì không có đồ. Chả hiểu sim kiểu gì. Ok, và bạn này còn 5, 6, 7, 8 8 cây lên level 65 rồi. 1, 2, 3, 3 cây mới đột phá siêu hạn, chưa có nước mắc. 8 cây là cũng khá là được ấy chứ. Tiếp theo là xếp vết thánh nha. Mình thấy bạn này hơi ít vết thánh mọi người. Top mid Bates, top mid Elysium, à nhầm, Silverwing, top bot Wang. À, bạn này có top bot Wang Genji rồi này. Bot Tugania, top Asuka mid Ray. Lêu lêu. West Yang cũng full gear rồi. Có cả Monet, nhưng mà bạn này có vẻ là rất là nhiều mấy cái vết thánh đời cũ đấy. Leo xanh cả Leopatra hai cái mid này, xong cái gì đấy, Hiên Viên Điên, Katarina. Top mid. Rất là nhiều mấy cái vết thánh đời cũ, kiểu phế vật luôn rồi. Nhưng bạn ấy không, quyết định là bạn ấy không có dã để đổi lấy bot new. Chắc là người chơi không người chơi hệ waifu rồi, kiểu này là không có chạy theo meta. Ok, tuần trước thì bạn ấy xếp bằng 29,59%. Tổng điểm là 88.256 điểm. Tiêu diệt trầm linh, bạn ấy cầm HOR2S này. Helpatus thì cầm mắm lửa. Với lại ngụy thần ô tô thì cầm Palatinus. Có vẻ là xếp team khá là ổn, nhưng mà mình biết thừa là mấy Valkyria này toàn cởi chuồng thôi. Người trần chuồng có đồ đâu. Và Ark bạn này thì đang ở vực đau khổ 3. Phải không? Bị trừ mất cái chứ. Sao ở đâu khổ 3 mà còn bị trừ cúp lần nào? Hay là đang ở sen đỏ? Không, 1280 cúp thì không thể nào ở vực sen đỏ được. Ui, thế thì Ark mà này còn thậm chí là không trụ nổi đau khổ 3 luôn mọi người. Well. Đúng rồi mà, nhìn cái Ark như thế là mọi người hiểu vấn đề mà. Đúng không? Nãy giờ mình định nói cái gì mình quên mất.